Hai ca ba đâu rồi? Hai ca ba ơi, hai ca ba đâu rồi? Hai ca ba. Hà Nội trời đang đổ mưa, em thì đổ anh chưa. Hello chào Uyên Nhi. Hello chào Uyên Nhi. Xem nào. Hai ca ba. Xem là mấy cái nhóm chat cho mình đã, chứ đội này nó lười học. Ok này, xem vào trong mấy cái group của nhà mình cho chúng nó còn học. Rồi, xem lên, xem vào nick cá nhân. Cam ba ơi. Rồi. Hello, chào cả nhà. Hello. Trinh ơi, Trinh mượn laptop. Lấy anh mượn cái laptop. Hello, chào cả nhà. Chào Vũ Thị Sim, chào Bảo An. Like cho 12 là vào tối thứ 2, 4, 6 chủ nhật nhá. Bảo An ạ. Like cho 12 là vào 2, 4, 6 chủ nhật. 11 là 3, 5, 7. Hôm nay thứ tư thì lại chúng mình lại like cho 11. Được không ạ? Hôm nay bởi vì là 11 sắp thi ạ. 11 sắp thi học kỳ 1 nên là tối nay chúng mình lại like cho 11. À, xin phép các cháu 12 chút. Là tối nay chúng mình thì lại like cho 11. Ok được không ạ? Hello chào cả nhà. Cả nhà đang theo dõi cái buổi live stream của chú Bích Berlin ạ. Hello. Hello, chào cả nhà. Hi. Hello chào cả nhà. Ui, đấy các cháu nghe thấy không? Hà Nội đang cực kỳ dã man luôn. Các cháu nghe rõ chưa? Đấy, ở Hà Nội bây giờ trời đang mưa cực kỳ to. To lắm. Hello chào Vũ Thị Sim, chào Bảo An, chào Hằng Phạm, chào Công Trần, chào Phượng ớt, chào Huyết Liên Hoa, chào Dương Thúy Quỳnh. Chào Dương Thúy Quỳnh, chào Nguyễn Ngọc Bá Vương, chào Mạnh Quay Xe. Mai là like cho 11 chứ, chào Uyên Nhi. Hello, chào cả nhà đang theo dõi buổi livestream của chú Minh Berlin. Hãy share video livestream này bởi vì đây là một live đây, bởi vì đây là một video livestream free ạ. Hãy giúp chú Minh share lại video livestream này bởi đây là một video livestream free ạ. Và tắt giúp chú Minh tất cả các bạn mất gốc của các cháu ở trong video livestream này. Bởi vì ở video livestream này sẽ là từ mất gốc lên 89 cộng ạ. Ở video livestream này chú Minh sẽ giúp đỡ cho tất cả các cháu từ mất gốc lên 89 cộng ạ. Rất là hân hạnh có cái buổi học ngày hôm nay với các cháu ạ. Hello chào cả nhà cổ vũ chú Binh nhá, cả nhà cổ vũ chú Binh bằng cách là share video livestream lại về tường và tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào trong video livestream này với ạ. Hello ạ. Hello chào cả nhà. Hello.
Hello. Chào Bùi Diễm Quỳnh, chào Lê Thành Đạt, chào Xuân Kiên nhá. Các cháu này, ok, chào Dương Thị Quỳnh. File vẫn ở ngay trên fanpage của chú Minh mà các cháu. File vẫn ở ngay trên fanpage của chú Minh. Nhá. Hello. Chào Ngọc Thắng. Lát quá. Lại lúc 8 giờ làm gì còn lát. Giờ này làm gì còn lát nữa các cháu. Giờ này chỉ có nét căng và xịn thôi. Xem nào, tối nay tặng quà gì các cháu nào. Tối nay sẽ có quà tặng các cháu đấy. Xem các cháu thích quà gì để chúng mình tặng nhờ. Các cháu thích quà gì nào, các cháu comment quà, một món quà mà các cháu thích đi. Xem nào. Chúng mình sẽ có quà gì nhỉ? Hôm nọ giải 15 phương pháp giải nhanh rồi đúng không? Thì chúng mình thấy rằng là các cháu hay thi chúng mình thấy rằng là các cháu hay bị thi vào phần hydrocarbon đó. Bây giờ chúng mình lâu rồi không học về hydrocarbon nhỉ. Đây chúng mình hôm nay sẽ tặng các cháu cái file mà tóm tắt lý thuyết hydrocarbon. Được chưa? Tối nay chúng mình sẽ tặng các cháu cái file mà tóm tắt về lý thuyết của hydrocarbon, ok không? Bởi vì mình sắp thi rồi mà. Nên chúng mình sẽ tặng các cháu file tóm tắt về lý thuyết của hydrocarbon, tổng hợp lý thuyết hydrocarbon này. Nhà cho xịn sò luôn. Tổng hợp lý thuyết hydrocarbon. Đây. Cái món quà này sẽ chỉ dành tặng cho những cháu nào theo dõi video livestream chúng mình và share video livestream chúng mình lại về tường và comment đáp án câu số 1 ạ. Các cháu nhớ nhé, điều kiện để nhận được quà là bước 1 share video livestream chúng mình lại về tường, bước 2 comment đáp án là nhận được quà luôn ạ. Hello chào cháu Lê Trà My. Hello Lê Trà My, Lê Trà My chưa share video livestream chúng mình, chưa có quà. Hello chào Bùi Diễm Quỳnh. Hello chào Ngọc Thắng. Ok, đây Ngọc Thắng đây rồi. Hello chào Ngọc Thắng. À, Ngọc Thắng chưa share, chưa có quà. Ok. An côn à? An côn để buổi sau chúng mình tặng nhé. An côn buổi sau chúng mình sẽ tặng. Hello chào Nguyễn Trà. Các cháu nhớ này, bước 1 share video livestream chúng mình lại về tường, bước 2 comment đáp án là có quà luôn. Nguyễn Trà chưa share. Nguyễn Trà chưa share nên chưa có quà. Các cháu nhớ này, bước 1 share video livestream lại về tường, bước 2 comment đáp án là có quà. Cháu Nguyễn Đức Hải chưa có share. Bước 1 share video livestream lại về tường, bước 2 comment đáp án nhá. Là ngay lập tức có quà, chúng mình tặng quà luôn cho các cháu luôn. Ok, cháu Trần Huy. Phát đầu tiên là chúng mình sẽ tặng quà cho 20 cháu nhanh nhất ạ. Phát đầu tiên chúng mình sẽ tặng quà cho 20 cháu nhanh nhất. Trần Huy chưa share. Đâu trên page có đề mà. Cháu chỉ cần chấm ở cái dưới cái bài ấy thôi là được nhận tin nhắn đề luôn mà cháu. Hello chào Uyên Nhi. Trên page chỉ cần chấm vào cái bài đăng lên của page là ngay lập tức có đề luôn mà cháu ơi. Cháu nào chưa nhận được quà thì vào page nhá. Sau đó là chấm vào cái bài của page của chú Minh ấy. Cháu nào mà chưa được trên 18 tuổi thì chỉnh thành trên 18 tuổi là nhận được quà luôn. Khổ lắm. Hello chào Mạnh quay xe câu 2 không phải, câu 1 ạ. Bước 1 xe video livestream chú Minh lại về tường, bước 2 comment đáp án ạ. Hello chào Trần Huy ạ. Hello chào Đức Hùng. Các cháu nhớ nha, hãy xe video livestream này lại bởi đây là một video livestream free của chúng mình ạ. Hãy share nó bởi vì đây là một video livestream free ạ. Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang share video livestream chúng mình cũng như comment đáp án để ủng hộ chúng mình trong buổi livestream ngày hôm nay. Hôm nay chúng mình sẽ livestream cho các cháu đề thi học kỳ 2 mới nhất nhá. Đề là đề mới nhất. Được chưa? Cái đề này đề chuẩn chúng của chúng mình, cháu nào muốn 8 cộng thì phải học chúng mình ạ. Chuyên gia livestream thi học kỳ cho các cháu đúng không? Đấy, thường mỗi lần thi học kỳ thì chúng mình sẽ lại hiện lên. Chúng mình hiện lên và livestream cho các cháu để các cháu thi được điểm thật cao ạ. Điểm cao các cháu là niềm vui của chúng mình ạ. Các cháu có thể học thử chúng mình bằng các buổi livestream free này, và cháu nào muốn thì có thể đăng ký cái khóa học live VIP của chúng mình ạ. Đấy, khóa học cực kỳ xịn sò luôn ạ. Và nếu mà cháu đăng ký khóa học live VIP ngay từ bây giờ thì cháu sẽ được tặng một khóa học đảm bảo điểm cao trong kỳ thi học kỳ 2 luôn ạ. Hello chào cả nhà sẵn sàng chưa? Chúng mình tặng quà quá 20 cháu rồi đấy. Các cháu nhớ nhé, các bước để nhận được quà là bước 1 share video livestream lại về tường, bước 2 comment đáp án, được chưa? Bước 3 là nếu mà cháu không được nhận quà câu số 1 thì hãy nhiệt tình comment đáp án và share video livestream lại về tường, bởi chúng mình sẽ đến câu số 10 chúng mình sẽ lại tặng quà tiếp cho các cháu ạ. Được chưa? Ok, chúng mình tặng nốt quà bạn Ngô Tiến Thắng rồi mình vào học nhá. Chúng ta tặng nốt quà bạn Ngô Tiến Thắng rồi mình vào học nhá. Các cháu nhớ này, để một phần chúng ta nhớ về kiến thức lý thuyết cũng như để chúng mình nhớ được tên mà tặng quà cho các cháu thì các cháu nhớ là comment đáp án liên tục, comment thật nhiều và để chúng mình nhìn thấy là cháu comment đáp án chúng mình thuộc tên thì tí nữa chúng mình sẽ ưu tiên tặng quà các cháu nhé. Các cháu sẽ được ưu tiên tặng quà khi và chỉ khi comment đáp án thật nhiệt tình, share video livestream lại về tường
được chưa, và giúp chứng minh tất các bạn bị mất gốc vào trong video livestream này. Ok, rất nhiều cháu bị nhầm ở câu số 1 rồi. Mình bắt đầu cái buổi học ngày hôm nay nhé các cháu nhá, sẵn sàng chưa? Mình bắt đầu buổi học ngày hôm nay được không ạ? Ok, bắt đầu nhá. Hôm nay chúng ta bắt đầu là làm cái bài kiểm tra học kỳ 2 đề mới nhất, mới được soạn luôn ạ. Ở ngay câu cái đề này chúng ta là có 40 câu, được soạn theo những cái mới nhất và những cái câu mà chúng mình dự đoán sẽ có trong đề thi cuối học kỳ 2 năm này các cháu. Hãy share video này bởi vì đây là một video free và giúp chú Vinh tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào trong video này ạ. Chất này có tên gọi là gì, và rất nhiều cháu tô đáp án A và rất nhiều cháu toang bởi vì câu này viết sai lỗi chính tả. Chú Vinh vừa mới chữa một cái đề tổng ôn của một cái đề cương của một bạn học ở trường Việt Đức, và cái đề đấy làm sai rất là nhiều. Chú Vinh thấy rằng là có những cái mà không thi nhưng mà các bạn vẫn phải học, rất là khổ thân ạ. Anh này không thể là metanol được, tại vì metanol là gì ạ? Metanol là CH3OH cơ ạ. Toang ạ, không thể là metanol ạ. Không thể là ancometic, tại ancometic cũng là CH3OH ạ. Được chưa? Vậy ở đây nó chỉ có thể là gì ạ? Chỉ có thể là ethanol thôi, CH5OH. Vậy đáp án đúng của chúng ta ở đây là đáp án đúng ở đây chúng ta là đáp án D các cháu nhá. Đáp án đúng ở đây là đáp án D, ok ạ, rất là dễ phải không ạ? Đấy thì trong cái phần mà thi học kỳ 2 chúng ta ấy, thì có một số trường thì là thi chỉ đến ancol thôi, còn một số trường thì lại thi đến axit và anhít. Thế thì ở đây chúng mình làm trọng tâm nhất là ancol ạ. Được chưa? Thế thì câu số 2 là câu công thức phân tử của axit acetic, thì cái công thức phân tử của axit acetic này nó rất hay thi ạ. Nó rất hay thi là bởi vì là nó có cả chương trình lớp 11 và có cả chương trình lớp 12, nên các cháu chú ý nhá. Ở đây mình có này, công thức phân tử của axit acetic, thì axit acetic là có nhiều trong chanh và có nhiều trong giấm, vì vậy nên công thức của cháu nó là CH3COH. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A các cháu à. Và có rất nhiều bạn thì nhầm sang đáp án B. Đáp án B này là gì ạ? Aldehyde formic. Aldehyde formic ạ. Ok. Đáp án C chúng ta là aldehyde acetic các cháu nhé. Đáp án C là aldehyde acetic các cháu nhớ chưa? Đáp án D chúng ta là anconetilic chúng ta vừa mới viết xong. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án A nhé. Rất nhiều cháu bị nhầm anh này thì anh này rất là hay thi. Các cháu nên là cố gắng nhớ luôn tên để cho chú Minh ạ. Hãy tag giúp chú Minh các cái bạn bị mất gốc của các cháu vào trong video này với ạ. Bởi vì đây là những video mà những 10 câu đầu tiên là 10 câu dành cho các bạn bị mất gốc ạ. Ok ạ, cảm ơn các cháu ạ. Nó sang câu tiếp theo, câu số 3. Câu tiếp theo, câu số 3. Cho ancol tên nào dưới đây ứng với ancol trên. Ok, cái phần gọi tên là phần cực kỳ hay và rất nhiều cháu dễ bị sai ở trong phần gọi tên này. Các cháu chú ý nhá. Ở trong phần gọi tên này mình có này, mình phải gọi tên thật chuẩn. Nếu không là toa ngay. Đây chúng mình sẽ vẽ lại cái này cho các cháu nhìn. Đây, đây, đây. Vậy thì ở đây các cháu sẽ trả lời cho chúng mình câu hỏi là mình sẽ đánh số từ bên trái sang hay đánh số từ bên phải sang ạ? Lúc này chúng ta đánh số từ bên trái sang hay bên phải sang ạ? Đấy, cái việc mà đánh số bên trái sang hay bên phải sang nó cũng quyết định cái việc mà cháu gọi tên anh này có đúng hay không. Thế ở đây nhá, nếu mà chúng ta nhớ rằng là ưu tiên đầu tiên trong việc đánh số là đánh số cho nguyên tử carbon gần nhóm trước nhất. Nhớ chúng mình là nhánh là đánh tên cho gần nhóm trước nhất. Vậy đây là một này, đây là hai này, đây là ba này, đây là bốn này, đây là năm à. Vậy là hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ có là anh này là gì ạ? 4 metin ạ. 4, chú ý phải có dấu gạch nhá. Đây, 4 này, metin này, các cháu nhìn rõ chưa? 4 metin, được chưa? Đếm này, mẹ em phải bón phân. Vậy là gì ạ? Pentan, được chưa? 4 metin pentan, một on, một ôn. Được chưa? 4 metin pentan một ôn. Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án B bò các cháu nhá. Đáp án đúng chúng ta đáp án B đúng rồi chính xác, và đánh số từ bên phải sang các cháu ạ. Đây là một hãy share video này bởi đây là một video free dành cho tất cả các cháu. Giúp chú Vinh tag những bạn bị mất gốc của các cháu vào đây bởi vì đây là một chiêu skill cực kỳ kinh điển của chú Vinh ạ. Một skill cực kỳ kinh điển của chú Vinh sẽ được nói ra ở ngay đây ạ. Các cháu nhìn nhá. C4H10O có bao nhiêu đồng phân ancol, mất gốc cũng học được nhá. Mất gốc cũng học được ở trong cái bài giảng ngày hôm nay ạ. Các cháu nhìn kỹ và nghe kỹ này, ở đây chúng mình có một cái skill cực kỳ kinh điển về tìm đồng phân và sẽ chinh phục mọi nỗi sợ tìm đồng phân của các cháu, đó là chiêu 3 4 5 2 4 8. Vậy ở đây chúng ta có 4. Đây, 4. Vậy chúng ta có 4 đồng phân. Chọn ngay được 4 ạ. 3 4 5 2 4 8 các cháu ạ, rất là dễ thôi ạ. Thế còn những cháu nào vẫn muốn viết các đồng phân ra thì chúng mình sẽ viết cho các cháu xem nhá. Chúng ta đúng chuẩn là có 8 đồng, chúng ta đúng chuẩn có 4 đồng phân luôn. Anh đầu tiên C C C OH cắm đây là một đồng phân ạ. Anh thứ hai C C C OH đứng đây là hai đồng phân ạ. Anh thứ ba C C C OH cắm đây là bốn đồng ba đồng phân ạ.
Anh thứ tư C C C what come, đây là bốn đồng phân ạ. Các cháu thấy kinh khủng không ạ? Bốn đồng phân thì với bình thường các bạn phải viết ra, còn những bạn nào mà học skill trong cái khóa của chú Vinh thì chỉ cần 3 4 5 2 4 8 là chọn được bốn đồng phân luôn. Rất là kinh điển ạ. Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay. Hãy tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây, bởi vì đây là một video mà chú Minh hướng dẫn cho các cháu chống mất gốc khóa. Đấy, để cho những bạn đã có điểm khóa bị thấp thì không sợ bị điểm thấp nữa. Còn những bạn nào mà đã điểm cao thì điểm cực cao hơn ạ. Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chú Minh ạ. Đây là buổi học về kiểm tra đề học kỳ 2 mới nhất dành cho các cháu học sinh lớp 11 ạ. Câu số 5, ancol nào sau đây không hòa tan CuO2 hai lần tạo thành dung dịch màu xanh lam? Cái phần này nó hỏi một phần kiến thức mà chắc chắn có ở phần cuối học kỳ 2 lớp 11 và đầu học kỳ 1 lớp 12. Rất là quan trọng ạ. Rất là quan trọng các cháu ạ. Đây nhìn nhá, ancol nào sau đây không hòa tan CuO2 hai lần? Thì các cháu nhớ cho chúng mình này. Ancol mà tác dụng được với CuOH hai lần mà tạo thành dung dịch màu xanh lam nhá, dung dịch màu xanh lam thì khi và chỉ khi ancol đấy, khi và chỉ khi là ancol đấy là đa và kề, đa và kề. Ở đây từ đa có nghĩa là có nhiều hơn hai nhóm OH, từ kề là phải có hai nhóm OH nên nó phải làm sao ở cạnh nhau ạ. Các cháu nhìn kỹ nhá, ở đây chúng ta có này propan 1,2,3 trions, propan 1,2,3 trion. Okay, các cháu nhìn đây, đây đây các cháu nhìn thấy chưa, đúng là đa chưa và kề chưa, vậy thì chắc chắn là thằng này làm hòa tan dung dịch thành màu xanh lam. Mời ở đây đề bài nói chúng ta là không nhá, vậy loại đáp án A, vậy loại đáp án A. Ok ạ, propan 1,3 dion, propan 1,3 dion. Đây ạ, các cháu thấy cái tên gọi hữu cơ rất là quan trọng, nếu cháu mà không biết gọi tên thì coi như các cháu toang đúng không ạ. Vậy ở đây chúng ta nhìn thấy propan 1,3 dion, anh này là có đa nhưng không kề, không kề thì sẽ không thể nào, không kề thì sẽ không thể nào mà hòa tan được CuO2 lần, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Ok chưa? Cái anh A này chúng ta có một tên gọi khác, bonus tên cho các cháu là glycerol, một chất mà sau này lên lớp 12 chúng ta học rất rất nhiều ạ. Cái anh chất D này chúng mình bonus cho các cháu tên của nó là ethylene glycol. Lên lớp 12 chúng ta cũng học rất nhiều về anh này ạ. Các cháu lưu ý cho chúng mình nhá. Câu số 6, một câu mà cực kỳ hay ạ. Câu số 6, một câu câu cực kỳ hay ạ. Hello, chào tất cả các cháu ạ. À, chào mừng các cháu đến buổi học ngày hôm nay của chú Vinh ạ. À, hãy share video này bởi đây là một video free ạ. Hãy giúp chú Vinh tag các bạn bị mất gốc vào trong video này bởi đây là những cái skill kinh điển của chú Vinh dành cho những bạn bị mất gốc ạ. Câu số 6, cho 1 gam dung dịch formalin. Dung dịch formalin, thế các cháu nhớ cho chú Vinh nhá. Formalin đây, dung dịch formalin này HCHO, ở trong này là HCHO và ta trong nước. Vậy bản chất của nó là HCHO mà tác dụng với, thì các cháu nhớ chú Vinh nhá. Một thằng hắc chó này này, đặc biệt là một con chó thì cắn hai cái đít bạc, được chưa, một con chó thì cắn hai cái đít bạc, nhưng riêng thằng hắc chó nó cấu trúc thế này này, riêng thằng hắc chó nó cấu trúc như này đây ạ. Đây là một con chó hai đầu, một con chó thì cắn hai thằng bạc, vậy bây giờ một con chó hai đầu thì cắn bốn thằng bạc, vậy đây là một thằng này tráng bốn bạc, các cháu nhớ nhá. Vậy thì hoàn toàn đây đề bài cho chúng ta là 5,4 gam bạc. Được chưa? Đề bài cho chúng ta là 5,4 gam bạc. Chúng ta tìm được số mol bạc là bằng 5,4 chia 108 thì bằng bao nhiêu ạ? 5,4 chia 108 thì bằng 0,05 mol ạ. 0,05 mol bạc. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta suy ngược lại được số mol của anhydride bằng 0,05 nhân 1 chia 4. 0,05 mà nhân 1 chia 4 thì bằng bao nhiêu các cháu? Đây ạ, 0,0125 ạ. 0,0125. Vậy ở đây là 0,0125 mol. À, đấy, được chưa? Vậy đến đây chúng ta tìm được khối lượng nhá. Khối lượng HCSO bằng 0,0125 nhân với lại anh này là bao nhiêu ạ? 30 ạ, bằng đây 0,375 gam. 0,375 gam. Vậy tới đây chúng ta tìm được đồng bộ phần trăm. Các cháu mất gốc ơi, các cháu nhớ này, C phần trăm thì bằng M chất tan chia M dung dịch nhân với 100% các cháu nha, các cháu nhớ nhá. Vậy đây M chất tan là bằng 0,375. M dung dịch đề bài cho chúng ta bằng 1 gam nhân với lại 100%, thế là mình tìm được bằng 37,5%. Đáp án đúng là đáp án B. Được chưa? Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, các cháu mất gốc nhá. Đấy, các cháu thấy dễ không ạ? Ở đây chú Minh coi như là một lần tổng ôn lại hết tất cả mọi thứ kiến thức dành thi học kỳ 2 cho các cháu ạ. Các cháu chú ý nhá. Các cháu chú ý là cái việc mà các cháu comment nhiệt tình đáp án thì sẽ giúp cho chú Minh sau này sản xuất những cái video có thể
tốt cho các cháu hơn và xịn sò hơn dành cho các cháu ạ. Ok, sang câu số 7 ạ. Câu số 7 ạ. Trong số các phát biểu sau về phenol thì các phát biểu đúng là, trong số các phát biểu sau về phenol thì phát biểu đúng là phenol tan ít trong nước, đúng, nhưng tan nhiều trong dịch HCl, toang ạ. Phenol không tan trong HCl ạ. Hai ạ, phenol có tính axit, đúng ạ. Phenol có tính axit. Dung dịch phenol không làm đổi màu quý tím. Dung dịch phenol không làm đổi màu quý tím, đúng ạ. Đúng không? A2 đúng ạ. Ok. Câu số 3. Phenol dùng để sản xuất keo dán và chất diệt nấm mốc ạ. Phenol dùng để sản xuất keo dán và chất diệt nấm mốc, đúng ạ. Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro dễ hơn benzen. Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro dễ benzen, chính xác. Bởi vì thế này, phenol mà tác dụng với brom mà tác dụng điều kiện thường, còn benzen thì không tác dụng với brom mà điều kiện thường. Thế nên là nó dễ hơn là đúng. Vậy đây mình có là 2, 3 và 4 đều đúng. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C các cháu nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ok chưa ạ? Chúng ta sang câu số 8, một câu khá là hay. Chúng ta sang câu số 8, một câu khá là hay trong đề thi ngày hôm nay nhá. Câu số 8 này là dãy gồm các chất đều phản ứng được với dung dịch C2H5OH ạ. Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay chúng mình. Hãy share lại video này bởi nó là free ạ. Và giúp chúng mình tác các bạn bị mất gốc vào trong video này ạ. Dãy gồm các chất đều phản ứng được với CH5OH thì chúng ta có này, CH5OH là không phản ứng được với sắt, toang ạ. CH5OH là không bao giờ tải phản ứng được với dung dịch kiềm, các cháu nhớ nhá, toang nhá, được chưa? Nào nào nào, sang tiếp nào. Ok, mình học thật chất rồi. Ok, CH5OH thì có tác dụng, không tác dụng đối với NaOH đúng không? Vậy ở đây chúng ta sử dụng phương pháp loại trừ, chúng ta chọn được đáp án đúng của chúng ta, câu số 8 là đáp án D ạ. Ok ạ. Đáp án đúng là đáp án D ạ. Các cháu nhớ chưa? Được chưa? Đây có, ở đây có rất nhiều bạn đang hỏi là đăng ký khoa học của chú. Thì các cháu nhớ này, để đăng ký các khoa học của chú thì inbox cho chú để đăng ký nha. Đây inbox theo nick này của chú Minh để đăng ký ạ, nick Vũ Tuấn Minh ạ. Bạn nào mà muốn đăng ký cái khóa học của chú Minh thì các cháu nhớ là inbox cho chú Minh theo nick cá nhân Vũ Tuấn Minh để được đăng ký ạ. Ok ạ, câu số 9 ạ. Đốt cháy một lượng ancol A. Đây, đốt cháy một lượng ancol A. Thế ở đây chúng ta cần đi tìm số mol nhé. Chúng ta tìm được số mol là bằng 4,4 chia số mol CO2 chia cho 44 thì bằng 0,1 mol. 0,1 mol CO2. Chúng ta tìm được số mol nước bằng 3,6 chia cho 18 bằng 0,2 mol nước. Vậy ở đây lại sử dụng một skill nữa của chú Vinh ạ. Chúng ta thấy là số mol nước lớn hơn số mol CO2 phải không các cháu? Chúng ta thấy số mol nước lớn hơn số mol CO2 đúng không ạ? Vậy thì hoàn toàn ở đây chúng ta suy ra chắc chắn ancol của chúng ta là ancol, ancol no. Được chưa? Ancol no, vậy ancol no công thức là gì? CnH2n cộng 2OX. Mặt khác các cháu nhìn nhá. Trong đáp án này, một nhóm OH, một nhóm OH, một nhóm OH, một nhóm OH. Vậy đây là ancol đơn chức nên X bằng 1. Đây là đề bài cho nhá, đáp án cho nên mình nhìn thấy thế nhá. Vậy thì hoàn toàn ở đây với ancol no này và nước lớn hơn NCO2 nên mình luôn luôn có là N ancol no thì luôn bằng N nước trừ đi NCO2. Vậy là nó bằng 0,2 trừ 0,1 bằng 0,1. Ok chưa ạ? Vậy mình tìm được N ancol bằng 0,1. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số nguyên tử carbon sẽ bằng là số mol CO2 là 0,1 chia 0,1, vậy là bằng 1. Vậy mình chỉ có một carbon thôi các cháu nhé. Mình chỉ có một carbon, vậy đáp án là gì ạ? Đáp án của chúng ta là đáp án A. Rất là dễ luôn ạ, rất là dễ luôn ạ. Các cháu theo dõi buổi học hôm nay có hiểu không ạ? Chúng mình có giải nhanh quá không các cháu ơi? Các cháu có thể bảo xuống dưới để chúng mình biết, để chúng mình có thể giảng chậm hơn các cháu ạ. Cháu nào không hiểu thì hỏi ở dưới nhá. Nào chúng ta sang câu số 10 nào. Alo các cháu ơi, câu số 10 rồi các cháu ơi. Comment đáp án câu số 10 thật nhiệt tình, share video live stream lại về tường để chúng mình tặng quà các cháu nào. Nào nào nào, comment đáp án thật nhiệt tình câu số 10 và share video live stream lại về tường để chú Minh gửi quà nào. 10B hello, chào cháu Ngọc Thắng. Hello Ngọc Thắng ạ. À, Ngọc Thắng đã share video live stream của chú Minh chưa nào? Ngọc Thắng chưa share, chưa có quà cháu ơi. Hello chào Bon Bon. Bon Bon share video của chú Minh chưa? Bon Bon share rồi đây, gửi quà cho Bon Bon. Ở phần câu số 10 này chúng mình chỉ gửi quà cho 10 bạn nào nhanh nhất thôi nhá. Sau đó chúng ta lại đến câu số 20 ạ. Bước 1 share video live stream chúng mình lại về tường. Bước 2 comment đáp án ạ. Hello chào Tuyết My ạ. Bước 1 share video live stream chúng mình lại về tường. Bước 2 comment đáp án. Tuyết My chưa share, chưa có quà.
Bước 1 xe với tôi livestream nhá. Ngọc Thắng ơi, Ngọc Thắng xe chưa nào? Ngọc Thắng comment bên rất là nhiệt tình luôn. Ngọc Thắng vẫn chưa xe thì chưa có quà cháu ơi. Hello, chào Nguyễn Thị Kiều Trang. Nguyễn Thị Kiều Trang đã xe với tôi livestream chú Minh chưa? Nguyễn Thị Kiều Trang vẫn chưa xe. Chưa xe chưa có quà cháu ơi. Bước 1 phải xe với tôi livestream. Bước 2 là comment đáp án nhá. Đây cháu lại thì Kim Ngân cũng chưa xe, eo nhiều cháu chưa xe thế. Chú Minh bảo này các cháu phải xe đi. Xe đi thì mới có quà. Ok, hello bạn Phạm Ngọc Quyền đã xe. Bạn Phạm Ngọc Quyền đã xe có quà luôn cho bạn Phạm Ngọc Quyền này. Tiếc gì một cái món quà cho các cháu đâu, nhưng các cháu thể hiện bằng cách là xe video live stream của chú Minh là có quà ngay lập tức luôn. Hello chào Lê Thị Kim Ngân ạ. À, Lê Thị Kim Ngân xe chưa nào? Đây như cháu Ngân xe rồi này, gửi quà cho cháu Ngân luôn này. Tiếc gì mấy món quà này đúng không, chú Minh làm lèo phát ra đầy quà cho các cháu luôn. Hello chào Ngân ạ. À, hello chào Phạm Ngọc Quyến. Hello chào Phạm Ngọc Quyến. Phạm Ngọc Quyến xe chưa? Để Phạm Ngọc Quyến xe rồi đây, gửi quà cho Phạm Ngọc Quyến luôn. Đây Phạm Ngọc Quyến có quà rồi. Bước 1 xe video live stream chú Minh. Bước 2 comment đáp án ạ. À, hello chào Hương Thu. Hương Thu xe video live stream chú Minh chưa nào? Hương Thu xe rồi đây, gửi quà cho Hương Thu luôn. Đấy, gửi quà cho Hương Thu. Ui, cháu Hương Thu để nhận được đầy quà chú Minh rồi nhá. À đấy, có quà của chú Minh này, có xe video live stream chú Minh mấy nữa thi điểm mới cao được, chú Minh độ ngay. Đúng không ạ? À, chú Minh độ các cháu cay. Hello chào cả nhà đang học buổi học của chú Minh Violin ạ. Nguyễn Kiều Trang có quà rồi. Hello chào chị Trần Ngọc Phương Anh. Hello chào Trần Ngọc Phương Anh chưa xe, tặng nốt quà một cháu nữa thôi nhá. Rồi mình vào học nhá. Hello chào Nguyễn Văn Tâm. Hello chào Nguyễn Văn Tâm. Nguyễn Văn Tâm chưa xe chưa có quà. Ok, vẫn đi tìm tặng nốt Hà Đỗ. Hà Đỗ xe chưa? Hà Đỗ xe chưa? Hà Đỗ xe rồi đấy, tặng nốt quà cháu Hà Đỗ này rồi sang câu 20 chúng mình tặng quà tiếp nhá. Nhớ này, bước 1 xe video live stream lại về tường, bước 2 comment đáp án thật nhiệt tình, chúng mình nhớ tên chúng mình mới tặng quà. Ok ạ. Hello chào cả nhà. Cả nhà đang học buổi học chữa đề thi học kỳ 2 cực chất và cực chuẩn của chúng mình ạ. Chúng ta sang câu tiếp theo ạ. Câu số 10 ạ. À, nhớ là sang câu 20 chúng mình lại tặng quà tiếp nhá. Câu số 10, tên gọi của anh này là gì? Các cháu nhìn nó chúng mình vẽ này nhá. Đây vẽ là anh này này. C C C. Ôi chỗ này hơi ít. C C C C C C. Đây, nhiều cháu gọi như này là chết ạ. Các cháu nhớ nhá, mạch chính phải là mạch chứa nhóm CRO và dài nhất. Đây đây phải là mạch chính này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Được chưa? Vậy anh này là gì ạ? 3-metin. 3-metin, 3-metin. Được chưa? Mẹ em phải bón phân pentan nan. Được chưa? 3-metin pentan nan. Vậy đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án B, bò. Đáp án đúng chúng ta phải là đáp án B, bỏ. Ok ạ. Được chưa ạ? Các cháu thấy không? Rất là dễ thôi ạ. À, hãy share video này bởi đây là một video free ạ. Giúp chúng mình tag các bạn mất gốc vào trong video này vậy ạ. Câu số 11. Câu số 11. Đốt cháy hoàn toàn 4,6 g ancol nitrilic. Nhiều cháu quên ancol nitrilic là không làm được đâu. Ancol nitrilic C2H5OH. Chúng ta tìm được số mol ancol luôn ạ. Chúng ta tìm được số mol ancol luôn là 4,6 chia cho 46 thì bằng 0,1. Được chưa? Đốt cháy thì thu được oxy, ở đây chúng mình viết phương trình và cân bằng phương trình rồi. Thì thu được đây anh này là thu được CO2 cộng với lại nước ạ. Ở đây mấy carbon ạ? Hai carbon các cháu ạ. Hai carbon, đếm số hydro này 5 cộng 1 là 6. 6 chia cho 2 thì còn 3. Được chưa? Đếm số oxy này 3 cộng với 4 là 7, 7 trừ đi 1 thì còn 6, 6 chia 2 bằng 3. Vậy anh này số mol là 0,1 nhân 3 thì còn là 0,3. 0,3 mà nhân với lại 2,4. 0,3 mà nhân 2,4 thì bằng bao nhiêu các cháu? 6,72 lít. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A các cháu nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Rất là dễ thôi ạ. Cực kỳ dễ dàng ạ. Các cháu nhớ là khi học chúng ta phải comment đáp án thì chúng ta mới nắm được bài tốt nhất. Và việc sai hay đúng không quan trọng. Sai hay đúng là có chú Minh ở đây rồi. Còn lại cái việc của các cháu là chỉ cần comment đáp án thôi. Ôn thi để cho điểm thật cao nhá. Rượu nào sau đây dùng để điều chế propanan? Rượu nào sau đây cần dùng để điều chế propanan? Propanan là đây ạ, cháu này ạ. Đây, cháu propanan đây ạ. Vậy để điều chế ra cháu propanan thì phải đi từ cháu rượu này ạ. OH đây ạ. Được chưa? Và cháu này, rượu này tên gọi là gì ạ? N-propylic nhá. N-propylic, chữ N là để nói chúng ta biết là mạch thẳng dài ạ. Với đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok ạ, các cháu hiểu bài không ạ? Các cháu hiểu bài chưa ạ? Câu số 13. Wow, câu số 13 là một câu mà chúng mình cực kỳ thích luôn. Bởi vì nó không chỉ là thi ở lớp 11 mà nó còn thi cả ở lớp 12 nữa cơ các cháu ạ. À, câu 13 này câu cực kỳ quan trọng nhá. Cháu nào mà chưa nắm được thì nhìn kỹ vào đây và giúp chúng mình tác các bạn mất gốc ở đây, bởi vì các bạn chỉ cần nhớ một tẹo này thôi là sẽ làm được này.
Sau này chúng ta sẽ rất hay bị hỏi là phản ứng tráng gương. Thì em chỉ cần nhớ cho Trung Minh thế này thôi. Để tráng được gương thì hoặc cháu nó phải có chó. Được chưa? Hoặc cháu nó có HCOO, R phải. Vậy thôi ạ. Chỉ cần nhớ như vậy là mình đã làm được chắc chắn một câu rồi. Đây, cháu này không có chó. Toang. Ok chưa ạ? Cháu này có chó. Một cháu. Cháu này có chó. Hai cháu. Cháu này không có chó. Toang. Cháu này có chó. HCOO. Lấy. Cháu này có HCOO. Lấy. Một, hai, ba, bốn cháu. Vậy là chúng ta có tổng cộng 4 chất có phản ứng tráng gương. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ rất là dễ ạ. Chỉ cần theo dõi mỗi cái buổi ngày hôm nay thôi của chú Vinh là cháu có thể làm được rồi. Ok, sang câu số 14, một câu dễ dàng nữa. Câu số 14 một câu cực kỳ dễ dàng nữa. HCSO có tên gọi là gì? HCSO có tên gọi là gì các cháu nhớ không ạ? HCSO có tên gọi là gì? Ở đây các cháu lưu ý nhá, HCSO này gọi nó là anhydride formic cũng được, gọi nó là metenan cũng được, gọi nó là formaldehyde cũng được, nên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Bonus thì cho các cháu là anh này là dung dịch phosbon thì còn được hay được sử dụng để ngâm xác động vật, thực vật thối rữa. Ok, câu số 15 ạ. Câu số 15 ạ. Đấy các cháu thấy học bài có hiểu không ạ? Câu số 15 ạ. Chú Minh giảng này có nhanh quá không ạ? Câu số 15. Cho 17 gram hỗn hợp 2 ăn côn. Đơn chức no ạ. Đơn chức no ạ. Đơn chức no kệ đó, chẳng quan tâm. Được chưa? Hàn côn đơn chức no thoát ra 4,48 lít khí hydro. Chúng mình tìm được số mol hydro bằng 4,48 mà chia cho 2,4 thì bằng 0,2. Câu này để giải nhanh được thì các cháu hãy sử dụng công thức siêu kinh điển của chúng mình ạ. Một công thức nhưng và giải được hầu hết mọi bài của ancol. Đấy là công thức như sau ạ. Khối lượng của chất rắn trừ đi khối lượng của ancol. Cháu nào chưa biết thì ghi lại nhá. Chia cho 22 thì bằng số mol nhóm OH và bằng 2 lần số mol H2 ạ. Đây ạ, công thức này cực kỳ dễ nhớ thôi ạ. Đây ạ, công thức này chúng mình đã dạy ở trong bài ancol cho các cháu rồi đấy ạ. M chất rắn trừ M ancol bằng NOH và bằng 2 lần NH2. Vậy ở đây đề bài hỏi khối lượng của hỗn hợp muối chính là M chất rắn. M ancol đề bài cho chúng ta bằng 17 rồi. Chia cho 22 thì bằng 2 lần số mol H2 là bằng 2 nhân với 0,2. Đến đây chúng ta bấm máy tính tìm được M chất rắn luôn ạ. Khai nhân 0,2 bằng 0,4 nhân 22 cộng 17 bằng, kết quả chúng ta bằng 25,8. Tô được ngay đáp án đúng là đáp án D luôn ạ. Tô được ngay là đáp án đúng là đáp án D. Đây chúng mình thấy là có rất nhiều cháu đang muốn đăng ký khoa học chú Minh. À, các cháu hay cháu nào muốn đăng ký khoa học của chú Minh kể cả khóa 8 cộng, kể cả khóa 9 cộng thì đều inbox cho chú Minh nhá, để chú Minh tư vấn nhá. Ok, thank you các cháu đã đang và ủng hộ chú Minh ạ. Câu số 16 ạ. Câu số 16. Anhydride no đơn chức mạch hở có công thức phân tử chung là anhydride no đơn chức mạch hở có công thức phân tử chung là anhydride no đơn chức mạch hở ạ. Ví dụ những thằng sau là anhydride no đơn chức mạch hở này. HCSO, CH3, CHO chúng mình viết gọn là CH2O, viết gọn là C2H4O. Được chưa? Vậy thì chúng ta nhìn thấy là tất cả bọn này đều có chung công thức là CnH2NO. Đúng chưa? O2 là vứt, đúng chưa? CnH là N-2 vứt, CnH là N cộng 2 vứt. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta, đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án B bò các cháu ạ. Đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án B bò nhá. Ôi dễ không ạ? Cực kỳ dễ ạ. Câu số 17 nào. Câu số 17, câu số 17 này nhìn hơi kinh. Hơi kinh một tí xíu thôi nhưng mà chú Minh nghĩ rằng là tất cả các cháu mà đang học chú Minh thì đều có thể mà giải được cái câu này ạ. Câu này rất là dễ thôi, không có gì khó. Những cháu nào mà sợ thì nhìn kỹ vào đây nhé. Cái anh này là anh tổng, là công thức tổng quát của ancan, coi như một lần chú Minh ôn lại kiến thức lý thuyết cho các cháu này. Anh này là công thức tổng quát của ancan này, được chưa? Nên bỏ ancan đi, được chưa? Anh này là công thức tổng quát của ancol này. Ancol này, ancol một nhóm H là ancol đơn chức, đa chức bỏ đi, đúng chưa? No bỏ đi, vậy là chọn được luôn rồi. Đáp án đúng là đáp án B. Đây là công thức CnHn trừ 2 là công thức tổng quát của ankin. Còn lại CnHn cộng 1 CSO là công thức tổng quát của anhydride no. Các cháu nhớ nhá, được chưa? Đấy coi như là một lần chúng mình ôn lại ạ. Hãy share video này bởi đây là một video free ạ. Giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc vào đây bởi vì đây là vừa ôn thi học kỳ vừa làm bài tập và chúng mình vừa ôn lại kiến thức lý thuyết cho các cháu ạ. Học cái này là mới ôn kiến thức lý thuyết là thi điểm trên lớp mắc bá, mắc cao luôn. Câu số 18 ạ. Đây là các cháu nhìn này. Trong này có câu 19 này để tham khảo lần 2 năm 2020 này. Câu này chú Minh dự là mẹ sẽ có trong đề kiểm tra học kỳ của cháu nhá. Câu này dự là có chặt luôn. Ok ạ, sang câu 18 ạ. Sang câu 18 ạ. Hợp chất 2 metin bút 2N.
hợp chất 2-metin-butadien là sản phẩm chính của phản ứng tách từ chất nào trong các chất sau đây? Hợp chất 2-metin-butadien là sản phẩm chính của phản ứng tách của những chất nào trong chất sau đây? Bởi vì vẽ được 2-metin-butadien đã. Butadien là cháu này. Đây ạ, butadien, 2-metin đây. Vậy là sản phẩm chính của phản ứng tách từ anh nào ạ? Đây, để mà tách ra được thằng này thì nó phải tách từ anh nào ạ? Đây, tách từ anh này ạ. Đây. OH cắm đây. Và đánh số 1, 2, 3, 4 thì cháu này phải là gì? 3-metin. 3-metin. Mẹ em phải bón butan 2 on. 3-metin butan 2 on. Vậy đáp án đúng của chúng ta. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Các cháu nhá, đáp án đúng chúng ta là đáp án C. À, câu 17 ạ. Câu 17 ạ. Ơ câu 17. Sorry cả nhà, chúng mình vừa nhìn nhầm mắt lé ạ. Đáp án đúng của chúng ta phải đáp án C ạ. Ancan này, đây là ancol no đơn chức, chỗ này chúng mình thiếu ạ. Và ankinanit no đơn chức. Cái thank you cả nhà, đáp án đúng là đáp án C ạ. Câu số 17 đáp án đúng đáp án C nhá cả nhà nhá. Ok, câu 19 đáp án đúng là đáp án. Câu 18 là đáp án C. Câu 19 thế nào các cháu ơi? Câu 19 là eo, câu 19 dễ ẩn ợt luôn ạ. Câu 19 dễ ẩn ợt. Chất nào sau đây có một liên kết 3 trong phân tử ạ? Úi dồi ôi, cái này mà không biết thì phải học chú Minh nhá. Metan là CH4, toàn liên kết đơn thôi ạ. Ethylen là CH2 nối đôi CH2, có nối đôi CC ạ. À, acetylen là CH nối 3 CH. Các cháu nhìn thấy chưa? Có liên kết 3 chưa? Nhìn rõ chưa? Liên kết 3 đây này. Được chưa? Ok, đáp án đúng là đáp án C. Đúng rồi, mê em phải bỏ phí học hành, ôi người đẹp. Câu số 20. Các cháu ơi, chúng ta lại đến câu số 20 rồi. Câu số 20 nào. Câu số 20 nào. Nhanh tay share video livestream lại về tường. Nhanh tay share video livestream lại về tường và comment đáp án câu số 20 để chúng mình tặng quà nào. Khẩn trương nào các cháu ơi. Share video livestream lại về tường và comment đáp án câu số 20 để chúng mình tặng quà. Đã cảm ơn 237 đang 237 bạn đang học buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Vừa nãy lên đến 250 bạn ạ. Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang ủng hộ chúng mình ạ. Các cháu hãy giúp chúng mình share video livestream lại về tường và tag các bạn bị mất gốc của cháu vào đây ạ. Lê Văn Nam vẫn chưa share ạ. Hello, chào Ngọc Mai. Ngọc Mai share chưa? Bước 1 share video livestream lại về tường. Đây bạn Ngọc Mai bạn share rồi đây. À, tương tự câu 20 thì chúng mình sẽ tặng quà cho tương tự câu 20 chúng mình sẽ tặng quà cho bao nhiêu ạ? Cho 10 cháu ạ. Nhanh tay share video livestream và comment đáp án ạ. Hello, chào Hà Đỗ. Hà Đỗ share chưa nào? Hà Đỗ share rồi đây. Gửi quà cho Hà Đỗ luôn ạ. Bước 1 share video livestream, bước 2 comment đáp án ạ. Ok. À, cảm ơn tất cả các cháu đã và đang học buổi livestream ngày hôm nay và đã và đang ủng hộ chúng mình ạ. Hello, chào Xuân Bình ạ. Xuân Bình top fan của chúng mình đây. Hello, chào Xuân Bình. Đây Xuân Bình share video livestream chúng mình rồi. Gửi quà cho Xuân Bình luôn ạ. Hello, chào cả nhà. Cả nhà đang học cái buổi học ngày hôm nay là tổng ôn học kỳ 2 với những cái đề mà chuẩn xác nhất của chú Binh ạ. Ok, chào Lina Hoàng. Hello, chào cháu. Hello, chào Lina Hoàng ạ. Lina Hoàng, chào cháu. Đấy, Lina Hoàng xem video live stream chú Binh rồi. Gửi quà luôn cho Lina Hoàng ạ. Gửi quà luôn cho Lina Hoàng. Hello, chào cả nhà. Cả nhà đang tham gia buổi học live stream của chú Binh. Buổi học trực tiếp free. Cháu nào muốn đăng ký khóa học cho ôn thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 ngay lập tức thì inbox cho chú Binh ạ. Với cái link nick Facebook ở ngay phía dưới được ghi ở phía dưới ạ. Hello, chào Nguyễn Văn Tâm ạ. À, các cháu nhớ là bước 1 share video livestream lại về tường, bước 2 comment đáp án ở đây, có rất nhiều bạn chưa share ạ. Xuân Bình có quà rồi. À, hello, chào Đinh Danh Nam ạ. Chúng mình sẽ chỉ tặng quà cho 10 cháu comment nhanh nhất, nhiệt tình nhất và share video livestream của chú Binh lại về tường nhiều nhất thôi ạ. Bước 1 share video livestream lại về tường, bước 2 comment đáp án ạ. Hello, chào cả nhà đang tham gia buổi học của chú Binh Berlin ạ. Hello, chào Trà Chí Tiến. Chúng mình chỉ tặng thêm một bạn nữa sau bạn Hà Chí Tiến này thôi nhá. Hà Chí Tiến xe rồi đây. Ok rồi, sau đó chúng ta sẽ lại hẹn gặp nhau ở câu số 30 ạ. Ok, hello, chào cả nhà. Cháu nào muốn lấy link đề thì lên trên fanpage của chú Minh nhá. Đề được gắn ở trên fanpage của chú Minh ạ. Hello, chào Trà Chí Tiến. À, tên khá là hay. Hello, chào Nguyễn Đình Hoàng ạ. Hello, chào Nguyễn Đình Hoàng. Nguyễn Đình Hoàng xe chưa? Nguyễn Đình Hoàng chưa xe, buồn quá cháu ơi. Hello, chào Thành Dương. Thành Dương xe chưa? Nốt vào Thành Dương này mà chưa xe là không có quà. Chưa xe không có quà. Hẹn gặp lại các cháu ở câu số 30 nhá. Chúng ta làm tiếp nào. Câu số 20 ạ. Câu số 20 ạ. Đốt cháy hoàn toàn một ancol X thu được số mol CO2 là 3,36 lít chia cho. Đây các cháu nhớ nha. Nhớ. Nhìn này, đốt cháy hoàn toàn một ancol X thu được 3,36 lít CO2, chúng ta tìm được số mol CO2 bằng 3,36 mà chia cho 2,4 bằng 0,15 mol. Số mol nước bằng 3,6 chia 18 thì bằng 0,2 mol.
Được chưa? Vậy ở đây chúng ta lại nhìn thấy là số mol nước lớn hơn số mol CO2. Vậy thì chúng ta khẳng định được gì ạ? Ở đây chúng ta chỉ khẳng định được nó là ancol no mạch hở thôi nhá. Nhiều cháu khẳng định đơn chức là toang. Nhá, rất dễ chết ở câu này ạ. Đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án C các cháu ạ. Ủa, rất nhiều bạn tinh nhá. Rất nhiều bạn tinh chọn C nhá. Rất là đúng luôn, chính xác luôn. Câu số 21 ạ. Câu số 21 ạ. 24,4. Ờ, chúng mình thấy là câu 21 này có rất nhiều trong đề cương các cháu nhá. Cho 24,4 gam hỗn hợp X gồm etanol C2H5OH và propan một ôn là C3H7OH tác dụng với natri dư, tác dụng với natri dư thì thu được 5,6 lít khí hydro. Vậy chúng ta tìm được số mol hydro bằng 5,6 chia cho 2,4 thì bằng 0,25 mol. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta đặt số mol của C2H5OH là A mol thì số mol của C3H7OH là B mol. Vậy hoàn toàn đây chúng ta sẽ có một cái hệ phương trình đặc biệt như sau ạ. Và chúng ta sẽ có là 46A cộng với anh này là 60B thì bằng 24,4. Phương trình thứ hai chúng mình có như sau ạ. Đấy là bảo toàn nhóm OH. Chúng ta luôn luôn có là số mol nhóm OH thì bằng 2 lần số mol H2 nãy ở một cái công thức kinh điển chúng mình mới ghi ạ. Vậy ở đây số mol nhóm OH sẽ bằng là 2 nhân 0,25 thì bằng 0,5. Mặt khác thằng CH5OH này chỉ có một nhóm OH. Vậy anh này là A cộng với C3H7 cũng chỉ có một nhóm OH. B thì bằng bao nhiêu ạ? 0,5 ạ. Vậy đến đây chúng ta giải hệ là chúng ta sẽ tìm được AB ạ. 1, 2. Vậy anh này là 46 bằng 60 bằng 24,4 bằng 1 bằng 1 bằng 0,5 bằng 0,4 và 0,1 ạ. Một cháu bằng A bằng 0,4 và B thì bằng 0,1 ạ. Vậy thì ngay lập tức ở đây chúng ta sẽ tìm được phần trăm số mol nhé, các cháu chú ý nhé. Ngày hôm nay đề bài hỏi chúng ta phần trăm số mol. Ngày mai mà đề bài hỏi phần trăm khối lượng thì mình phải đi tìm khối lượng. Bây giờ hỏi phần trăm số mol thôi. Thì mình sẽ có này, phần trăm số mol này, anh này là 0,4 chia cho 0,4 cộng với lại 0,1 thì bằng bao nhiêu ạ? Nhân 100 ạ, bằng 80. Thà anh này là 80% thì anh còn lại là 20%. Vậy đáp án đúng của chúng ta là 80 và 20 ạ. Các cháu thấy dễ không ạ? Các cháu có hiểu bài không ạ? À, nếu mà các cháu hiểu bài thì hãy comment xuống dưới để cho chúng mình biết nhá. Hãy giúp chúng mình share video này lại bởi đây là một video free. Hãy giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây bởi vì đây là những cái câu mà chúng mình chữa rất là chậm và tổng ôn lại kiến thức lý thuyết dành cho các bạn bị mất gốc ạ. Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang ủng hộ chúng mình ạ. Chúng ta chữa sang câu tiếp theo, câu số 22 ạ. Câu tiếp theo câu số 22 ạ. À, những cặp nào là đồng đẳng của nhau ạ? U rồi ôi, câu 22 này rất nhiều cháu hay bị sai ạ. Thề với các cháu luôn là câu số 22 này cực kỳ nhiều cháu hay bị sai. Các cháu nhìn kỹ nhá. Các cháu cùng nhìn kỹ xem các cháu sẽ bị sai ở đâu ạ. Nhìn kỹ này, nhìn kỹ chú Minh giải này. Câu 22 này, những cặp chất là đồng đẳng của nhau. Các cháu nhớ chú Minh nhá, là đồng đẳng là hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2. Cái này đứa nào cũng biết. Nhưng mà còn một điều nữa là cấu trúc phải tương đồng nhau. Các cháu nhìn này, anh IOH đính vào vòng thơm, anh ZOH không đính vào vòng thơm, được chưa? Anh EOH đính vào vòng thơm, vậy chắc chắn anh Y và anh E là đồng đẳng. Y và E là đồng đẳng, Y và E là đồng đẳng. Loại ngay đáp án D, loại ngay đáp án C ạ. Nhìn rõ chưa? Nhìn rõ chưa? Tiếp tục các cháu nhìn kỹ nhá. Vậy bây giờ chúng ta có anh X, đây là CH3, CHO này. Anh này, vậy hai anh này đồng đẳng nốt X và T. Vậy đáp án đúng chúng ta là X và T và Y và E. Thấy các cháu thấy dễ không ạ? Rất rất dễ thôi ạ. Chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 23. Câu tiếp theo, câu số 23. Thuốc thử duy nhất có thể dùng để phân biệt ba chất lỏng. Úi dồi ôi, mấy chất lỏng này các cháu hay bị quên nhiều lắm. Đây nhá, phenol. Phenol là một hiện tượng sau khi chúng ta uống xong rượu chúng ta sẽ bị phê và nôn. Styren làm cái hiện tượng mà các bạn nam rất thích khi ngồi bên cạnh các bạn nữ ạ. Đố các bạn biết là hiện tượng gì ạ? Sti đấy ạ. Sti ạ. Đây ạ. Styren ạ. Ancol benzylic ạ. Ancol benzylic. Đây. CH2OH. Đây ba này ạ. Vậy để nhận biết thằng này thì các cháu hãy nhớ cho chúng mình một điều như thế này này. Chúng ta cho anh brom vào nhá. Cho anh brom vào thì phenol cho chúng ta kết tủa màu trắng. Nhớ chưa? Cho brom vào thì phenol cho ta kết tủa màu trắng. Anh này là anh sti ai ạ? Anh này anh sti ai đó thì anh này sẽ có nối đôi CC nên sẽ làm cho chúng ta mất màu brom.
Còn anh này anh ăn côn không hiện tượng gì cả. Vậy là chúng ta nhận biết được hết đúng không? Vậy thì thuốc thử đặc biệt nhất để nhận biết những cái bọn có vòng benzen là cứ auto chọn cho chúng mình nước bờ rồi. Ok không ạ? Ok không ạ? Đấy rất là dễ thôi ạ. Hãy share video này bởi nó free và giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc vào đây ạ. Câu số 24. Câu số 24. Một câu này cũng có thể sử dụng được skill kinh điển của chú Minh các cháu ạ. Một skill cực kỳ kinh điển của chú Minh cũng có thể sử dụng được cho câu số 24 này. Bây giờ chú Minh cùng giải các cháu để chúng ta cùng thử xem sử dụng như thế nào nhá. Số lượng đồng phân có phản ứng tráng hương, muốn có là tráng hương thì phải là hoặc là chó hoặc là HCOO. Thì chúng ta nhìn này, HCOO thì ở đây có hai oxy mà này chỉ có một oxy thôi. Vậy là loại bỏ bọn HCOO. Vậy là mình sẽ đi nghiên cứu những thằng có chó. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đi nghiên cứu những thằng có chó. Thế bây giờ ta nhìn nhá những thằng nào có chó. Đây, thế là C5H10O thì đưa nó về dạng có một con chó chìa ra đã. Vậy C5 bỏ đi một con chó, vậy là còn là C4H10 bỏ đi một hydro trong chó là còn H9. Vậy đây là mạch chính là mạch C4H9 cắm vào mạch CHO. Thì với skill của chú Minh lại đọc như sau ạ. 3 4 5 2 4 8. 4 có 4 chọn ngay đáp án 4 ạ. Kinh điển không các cháu? Cực kỳ kinh điển, nhanh hơn cả cô giáo vừa ghi đề bạn phát biết ngay bao nhiêu đồng phân. Ok. Đấy, học chỉ học chú Minh mới có những phương pháp dị và cực dị như này thôi ạ. Nhưng bây giờ chú Minh sẽ giải theo cách giải chậm cho các cháu. Mạch C4 này ạ. 1 2 3 4 1 2 3. Hôm nay chú Minh viết hết rồi, chú Minh không viết hết nữa. Chú Minh giải theo cách nhanh hơn một chút. Đây trục đối xứng ạ. Nhóm CH2 có thể cắm vào đây là đồng phân số 1, cắm vào đây là đồng phân số 2 ạ. Cắm vào đây là đồng phân số 3 3 3 và cắm vào đây là đồng phân số 4 ạ. Vậy là chúng ta cũng có 4 đồng phân các cháu nhé. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Nào, giờ sang bài tập nào. Sang bài tập nào. Các cháu sẵn sàng vào bài tập chưa ạ? Các cháu ơi, các cháu sẵn sàng vào bài tập chưa ạ? Câu số 25 ạ. Nào nào, câu số 25 ạ. Cho natri tác dụng hoàn toàn với ạ. Cho natri tác dụng hoàn toàn với cho natri này. Cho natri tác dụng hoàn toàn với 20,5 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức mạch hở. Nhớ chúng mình này, đề bài nói chúng ta là ancol no đơn chức mạch hở. Vậy mình phải nhớ được là công thức tổng quát của ancol no đơn chức mạch hở là CnH2n cộng 2O. Đúng chưa? Anh này tác dụng với natri thì sinh ra 1 phần 2 hydro. Đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ tìm được số mol hydro đây là 4,48 mà chia cho 2,4 thì bằng 0,2 mol các cháu nhá. 0,2 mol hydro thì chúng mình sẽ suy ngược lại được số mol của ancol là 0,2 nhân 1 chia 1 phần 2 thì bằng 0,4 mol ancol. Được chưa? Mà khối lượng ở đây là 20,5. Khối lượng ở đây là 20,5. Vậy hoàn toàn tới đây chúng mình tìm được phân tử khối. Hoàn toàn tới đây chúng mình tìm được phân tử khối luôn ạ. Chúng mình tìm được phân tử khối. Chúng ta tìm được phân tử khối trung bình của ancol là bằng đây phân tử khối trung bình bằng đây 14 12n cộng 2n là 14n cộng với lại 2 cộng với lại 16 thì bằng đây ạ 20,5 20,5 chia cho 0,4. Vậy là bằng bao nhiêu ạ? 20,5 20,5 chia 0,4 bằng 51,25. 51,25. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được n trung bình ạ. N trung bình của chúng ta bằng bao nhiêu ạ? 51,5 trừ đi 18 bằng chia 14 bằng 2,375 ạ. 2,375. 2,375 này lớn hơn 2 và nhỏ hơn 3. 2 của chúng ta là C2H5OH. Còn 3 của chúng ta là gì ạ? C3H7OH. Rất là dễ đúng không các cháu? Vậy chúng ta hoàn toàn chọn được đáp án là C2H5OH và C3H7OH. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Cực kỳ dễ ạ. Những cháu nào mà làm được những cái câu này cực kỳ đẹp trai và cực kỳ xinh gái ạ. Ok, cảm ơn tất cả các cháu ạ. Hãy share video này bởi nó free và giúp chú Binh tag các bạn bị mất gốc vào đây vậy. Chúng ta sang câu tiếp theo. Chúng ta sang câu tiếp theo ạ. Câu số 26 ạ. Câu số 26. Chất có công thức cấu tạo. Câu số 26 ạ. Chất có công thức cấu tạo này có tên gọi là gì? Úi dồi ôi, cái câu này ra là rất nhiều cháu toang ạ. Các cháu biết nhiều cháu toang như nào ạ? Bởi vì các cháu ấy không biết cách gọi tên. Còn học chú Binh là biết cách gọi tên. Nhìn nhá. Đếm này. 1, 2,
ba, để chúng mình vẽ này. Đây, một thằng CH3 này, hai nhóm CH2 này, một nhóm CH2 nữa này, COH này, các cháu nhìn nhá, đến nhá, đến xem có bao nhiêu carbon nhá. 1 2 3 4 5, được chưa? Các cháu nhìn thấy chưa? Có 5 carbon. Bây giờ các cháu nghe chúng mình này. 5 carbon thì theo La Mã viết thế nào ạ? 5 carbon số 5 theo La Mã viết như này đúng không? Vậy thằng này tên đầu của nó là va. Va lung tung đấy. Vậy nó là gì ạ? Axit valerate. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ chúng mình nhé. 5 carbon là V. V là va. Va là va lung tung nên nó là valerate. Ok. Câu 27 ạ. Câu 27 ạ. Ancol nào sau đây tách nước thu được sản phẩm chính là bút 2N? Ancol nào sau đây tách nước thu được sản phẩm chính là bút 2N ạ? Nào các cháu xem nào. Ancol nào sau đây tách nước mà lại thu được sản phẩm chính là bút 2N? Đây chúng ta có đây. Có butan baon không các cháu? Butan baon làm gì bao giờ có butan baon đâu, mà nó chỉ có butan 2-on thôi ạ. Cái này là sai từ cái tên gọi. Butan 1-on, butan 1-on đây, OH cắm đây mà tách nước. Tách nước, nhớ tách nước là trong môi trường H2S4 đặc 170 độ C nhá. 170 độ C. Đây để tạo thành butan mấy ạ? Đây là tạo thành là bút 1N ạ, mà đây đề bài bảo là bút 2N cơ ạ, nên là toang ạ. Được chưa? Ancol isopropylic đây, cháu này đây, isopropylic đây ạ. Cháu này tách nước thì thu được cháu này cơ ạ. Ok chưa? Vậy là loại nốt ạ. 2-metin butan 2-on. 2-metin butan 2-on, 2-metin butan 2-on. Cháu này mà tách nước thu được sản phẩm chính là cháu này cơ ạ. Được chưa? Vì vậy nên không có một đáp án nào đúng ạ. Không là của ai khác, không một đáp án nào đúng đâu ạ. Ok, rất nhiều cháu bị lừa ạ. Câu 28 ạ. Nào, câu 28. Cho 15,6 gram. Cho 15,6 gram hỗn hợp hai ancol đơn chức nhá. 15,6 gram hỗn hợp hai ancol đơn chức kế tiếp nhau. Đề bài nói chúng ta là đơn kế tiếp trong dãy đồng đẳng. Đây các cháu nhìn kỹ này. Đề bài bảo đơn kế tiếp nhưng cho này. B là no này, C là no này. Đấy, thế là ba thằng này đều là no. Vậy chúng mình cứ gọi liều nó là ancol no đơn chức đi. CN H2N cộng 2O tác dụng với natri. Ở đây là tác dụng hết. Được chưa? Khối lượng anh này là 15,6. Anh này ăn natri từ tỷ lệ mol 1, 1. Được chưa? Số mol natri bằng 9,2 mà chia cho 23. 9,2, 9,2 mà chia cho 23. Thì bằng bao nhiêu ạ? Bằng 0,4 mol ạ. 0,4 mol natri. Vậy mình suy ngược lại được số mol ancol. 0,4 nhân 1 chia 1 bằng 0,4. Suy ra số mol ancol bằng 0,4. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được phân tử khối. Anh này là 12N cộng 2N. Là 14N cộng 2 cộng 16 là cộng 18 bằng 15,6 chia 0,4. Đến đây chúng ta tìm được N bằng, các cháu cùng xem nhá, 15,6. Các cháu chia đây xem bằng bao nhiêu nào. Chia 0,4 này, trừ 18 này, chia 14 này, bằng 1,5 các cháu ạ. Bằng 1,5. Thế mà đây là kế tiếp nhau thì 1,5 lớn hơn 1, nhỏ hơn 2. Vậy một cháu là CH3OH, một cháu là C2H5OH. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D các cháu nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Ok ạ, thấy dễ không ạ? Cực kỳ dễ đúng không các cháu? Nào, mình sang câu tiếp theo, câu số 29 nào. Mình sang câu tiếp theo, câu số 29 nào. Cho các chất sau lần lượt tác dụng với natri, NaOH, Na2CO3 và nước brom. Tổng số phương trình sẽ xảy ra là, các cháu nhìn nhá, xem có bao nhiêu phương trình xảy ra nhá. Phenol, đây phenol ạ, đây cháu này phenol. Nhìn xem là cháu phenol này. Phenol tác dụng với natri bởi vì có nhóm OH. 1. Tác dụng với NaOH bởi nó có tính axit yếu. 2. Tác dụng với Na2CO3 và anh này có tính kiềm. 3. Tác dụng với nước brom để tạo thành kết tủa màu trắng. 4. Được chưa? Anconetylic C2H5OH. Anh này tác dụng với natri bởi vì có nhóm OH. 5. Được chưa? Anh ancol thì không bao giờ ăn NaOH. Vứt. Ancol không bao giờ ăn Na2CO3. Vứt. Ancol không bao giờ ăn nước brom. Vứt. Được chưa? Ancol anilic là cháu này ạ. Ancol anilic rất nhiều cháu không biết ạ. Đây ạ, có nối đuôi CC ạ. Anh này thì có ăn natri. Không ăn NaOH, không ăn Na2CO3, nhưng do có nối đuôi CC nên nó ăn nước brom nữa.
Vậy chúng ta có tổng số phương trình xảy ra là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nhá. 7, vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án D cơ ạ. Đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án C cơ ạ. Các cháu có hiểu bài không ạ? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D đấy ạ. Ok ạ. Câu số 30 nào. Câu số 30 nào. Tách nước hoàn toàn. Ui câu này hay này. Từ rượu A và B thu được hỗn hợp X gồm các olefin. Các cháu nhớ nhé. Tách nước mà thu được olefin. Vậy chắc chắn rượu chúng ta nó phải là rượu ancol no đơn chức mạch hở rồi. Tách nước để thu được olefin là CnH2n. Được chưa? Ok chưa? Nếu đốt cháy hoàn toàn Y. Đây là hỗn hợp Y này. Đốt cháy hoàn toàn Y là cộng oxy thì thu được CO2. Chúng ta tìm được số mol CO2 bằng 0,66 chia 44 bằng 0,015 mol. 0,015 mol. Các cháu nhìn thật kỹ nhá, các cháu nhìn câu này các cháu tưởng khó nhưng mà với câu này của chú Binh thì lại cực kỳ dễ ạ. Nhìn kỹ này. Có phải là số mol CO2 chính bằng số mol carbon trong Y không? Vậy chúng ta tìm được số mol carbon trong Y chính bằng số mol CO2 và bằng 0,015 không ạ? Đúng không ạ? Thế bây giờ tách nước thì có làm ảnh hưởng đến carbon không ạ? Không đúng không? Không đúng không? Vậy đây là X. Vậy chúng ta lại cũng bằng chính bằng số mol của carbon trong X ạ. Thế mà X này là đốt cháy trong oxy thì chúng ta tạo ra được CO2 và nước. Đúng không ạ? Thế vậy là carbon trong X thì cũng chính bằng số mol CO2 và bằng 0,015 ạ. Roi này là anken các cháu ơi. Anh này là anken. Anken nên luôn luôn có số mol CO2 bằng số mol nước ạ. 0,015 ạ. Thế CO2 mà bằng nước rồi, vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được tổng khối lượng của CO2 và nước nhá. Tổng khối lượng của CO2 và nước 0,015 nhân 44 cộng 0,015 nhân 18 bằng 0,93 gram ạ. 0,93 gram ạ. Các cháu có hiểu câu này không ạ? Các cháu có hiểu câu này không ạ? Rất là dễ đúng không ạ? Ok, các cháu ơi, chú Minh còn 10 câu nữa ở trong đề này nhưng hôm nay chú Minh xin phép tạm dừng buổi học tại đây và chúng mình sẽ chữa nốt 10 câu này vào tối mai được không ạ? Còn lại là tối nay thì bởi vì là chúng mình còn dính cái lịch mà dạy lớp live VIP vào đằng sau buổi học chúng ta và lớp live VIP chúng mình là học ngay sau bây giờ. Thế nên là chúng mình xin phép các cháu là chúng mình nghỉ tại đây và tối mai chúng mình sẽ dạy nốt các cháu 10 câu khó nữa. Đây chúng ta còn 10 câu khó nữa. 10 câu dưới để trong đấy có câu đề tham khảo lần 2 rất là hay ạ. Ok ạ. Các cháu nhớ là theo dõi follow chúng mình, những cháu nào hôm nay mà đã share video livestream mà chưa nhận được quà thì vui lòng chụp lại ảnh video livestream cháu đã share và inbox cho chú Minh theo nick Vũ Tuấn Minh nhá, để chú Minh gửi quà cho các cháu nhá. Được chưa? Ok. Ok ạ. Bye bye. Chào tạm biệt các cháu, hẹn gặp lại vào tối mai nhá. Bye bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Nhớ buổi livestream liên tục hàng tuần của chú Minh vào tối thứ tư, tối thứ năm, tối thứ bảy nhá. Bye bye, chào tạm biệt.